Mày tao qua đấy được quay đợi anh cho là cả đêm đánh được nó béo ra. Trước đám cưới chị em rồi, đám cưới chị em cũng mời hai thằng phụ nữ chị em quen vào, em với lại anh của chị em, nghĩa là anh của cô dâu ấy. Anh của cô dâu thì không đánh rồi, còn với em với lại anh trai của em gọi anh Tạo, anh chắc là chưa biết là Tạo Sẹo. Tạo Sẹo cho em, Tạo Sẹo ở đây cũng biết Tạo Sẹo, có nhiều người anh Tùng cũng biết Tạo Sẹo, anh Tùng cho em biết về Dung Bọc Cao này. Quên rồi nha. Đó. Còn là anh Tạo cầm một cái ghế ghế nhựa đỏ, em cầm một cái ấm ấm trắng, Quên lại nha. múc hai lòng đi. Anh Tạo đập cái ghế đấy vào đầu Hồng Mỹ, là em vụt cái ấm đấy vào cái ấm méo hình tròn luôn, Quên vào rồi hình nha. đầu của nó luôn. Anh em có gì mà nói chuyện tiếp. Bây giờ anh em đi ngủ phát. Rồi. Nha. Có gì là chia tay nhau đấy rồi. Anh đi ngủ. Không, anh đi ngoài cho mai có gì em hỏi em nhé. Chả gì mà mạnh cho nó gọi Xin, điện thoại em xin nhé. Em xin thật sự. đi nhá, đi ngủ đi nhá, có gì đâu, mai giải thích phát là Và thật sự em có nhiều nhầm là gì? đó. Thật sự em là rất lo luôn. Chả đau lộn đủ Đấy, em lúc mà. nãy anh nhìn em và em mới thấy em lo sợ ngày mai đấy gọi người đến đánh em. Không thể có gì, không thể Cái đâu, gì cái bọn kia không kịp. thổi lột đánh mày. Tao rằng mai uống rượu. Đừng uống rượu. Lo Ngày mai quá. em uống rượu em sẵn sàng em gọi Cái thằng Long này, cái gì Long này, cái đồng mùi thì Long bằng anh sẵn sàng luôn. Giống như là em gọi anh bằng anh thì em quay là một người anh, một người bằng anh, một người trên của em, người trên em. Thật sự ít người em gọi anh lắm, trừ mẹ em họ trong nhà là rất ít người, kể cả bọn chị Long nó còn gọi em bằng anh nữa. Em bảo anh hai đại đô rồi, nhưng mà mày gọi lệnh tát rồi quên cái bỏ ra ok luôn. Mọi người mày tao hay là một tao sinh sau như mày, tao nhìn mặt trời sau như mày ấy. Nhưng mà con mẹ đừng có mà lệch Lên sóng là chết lệch luôn rồi. sóng thì chỉ gọi là gặp Phật ý thôi, tát một cái mỏ này không nhìn ra người luôn. Nhưng mày ấy, chứ nó Chú ơi, thế nào nhỉ? kiểu từ bé em từ bé em đẻ ra thì em gọi là sống trong cái cảnh bi đát thì có mẹ đéo nào thèm cho em ấy. Từ lúc em Ok. đẻ ra Đến tận bây giờ luôn. đến tận bây giờ thì chỉ có mấy thằng chơi em là thằng Huy này, thằng Tuyên, thằng Quang đấy. Mỗi Huy thằng Quang kiểm em chưa kiểm để mới vừa rồi là mới chơi thôi. Còn Có Huy gì là là anh sắp tránh kiểu máy nói chuyện là ấy. đi về bảo nó cẩn thận nhé, ba anh chém nó rồi nhé. Nhưng mà đã nói chuyện rồi vẫn chưa hợp lý, Chưa về nữa. chưa vừa lòng Mới bảo là tí cái này đúng bảo Phong bảo nó cẩn thận mai chém nó nhé. không? Nó Thế còn thì anh chỉ ngày nhé. ngày mai trong khu uống rượu thì em bảo nó mời em chén được không? Tao không thích mấy cái bảo tao cái chuyện bảo là nó cẩn thận tí mai tao anh chị chém nó mà thế là xong. À, được không? Mày hiểu không? Em hiểu rồi. Được, thế bây giờ như này nhá, mai mình nói chuyện với nhau sau. Bây giờ cuộc anh phải cuộc ngủ. cuộc đàm đạo của anh em mình là kết thúc thì Tao kiểu mai tao anh kiên nữa. kiểu kiểu cháu anh kiểu Cháu kiểu. thằng cháu họ đấy Thì cho mày thôi. Đi bỏ qua. Thì nhìn ngoài cho chiếc con mắt áo luôn. nói chuyện với bảo anh cái gì còn mẹ thế này lồn Thấy không? cay sự mình là người anh năm cuối rồi nói chuyện với thằng mình chơi Nó được anh thì chả biết bị mà mẹ anh được, thích nhưng người mà thành ngứa mắt là anh xông vào là đừng đừng anh đừng ngồi anh biết rồi ngứa mắt xong vào nó cái mặt nó hoành hết sang một bên chứ em cứ bảo thế. Mấy thằng lớp 10 lên nhìn mặt em có dám lệch đâu, không lệch một tí nào, mặt nhìn em nó phải tươi tỉnh mày gần một tí này buồn một tí ở cái mặt này thôi, là cái mặt này xác định lệch hàng ngày. Em không cần phải đánh, em chỉ cần cho hai thằng bạn em vào tát nó thôi là cái mặt nó đủ lệch. chơi vớt nhỉ. Chỉ có bài chơi thực sự.
Chẳng qua lên đại học em còn bớt chơi mà hôm nay em cay quá. Cay à? Nay em đi với anh em bảo là anh chị bảo các chị là nếu có nước bị gì nữa nào thì các chị bảo em một câu. Để em còn về bảo với anh chị. Để mai giờ để mấy nữa phòng em còn mua ống nước mới về chỉnh cho các chị em dột. Xong cái thằng kia đấy hiểu được là cái thằng kia hoài cũng hiểu nó là mày cút cái phòng đi. Bảo cút luôn, nó cút luôn. Lúc đấy em cầm dao em phòng sau anh vừa nói gì ạ. Nó vừa bảo có cút lần nữa rồi em bảo rút một phát ra thôi. Em cút xuống cái đầu nó sơi ngay thế. Đấy là thật sự bên này em có một tiền đá thì em đéo sợ em đi học ở đây được. Ok bên này nhá, nói chung là có không mắc thì em có mang chữ viết thì bây giờ đấy anh đi ngủ, anh đi ngủ em đang buồn ngủ rồi thế nhá. Hôm nay anh biết không bắt tay với em cả thì anh em mình hiểu nhau lại có gì thì anh mình nói chuyện với nhau sau thế thôi nhá. Xong rồi con bạn em quê nhé, sự từ lúc lên đây chọn quê nhé, của em biết anh đi em vào nhận biết quê anh cũng vậy bao nhiêu lần cũng bị cũng chịu ông vợ mày vậy vì em và cái anh toàn chặt nhau chồng em và cái anh rất thoải mái luôn, không như mấy loại bạn anh trước thì bận đi học trước là anh trước một tuần nó rủ em đi uống rượu bia mà một mình em giả hết của nó tiền bia này tiền rượu tiền ốc rồi có gì nó thẳng nhau anh bảo có gì mà anh cầm chia nhau đây có gì đâu. Nếu mà chủ nhật này anh thu anh lấy được tiền của anh Tâm hay của anh Vinh thì anh đưa em. Ok anh đưa mà anh em có nửa đó đâu, còn một nửa anh cứ giữ anh mua thuốc lá anh. Không, đưa hết thì... Anh với em hết thì em vẫn bảo anh được không? Cái tiền đấy không quan trọng với em. Dù anh em mình đều là sinh viên cả. Đúng rồi. Mặc là tiền không quan trọng. Chủ yếu là tiền gặp anh em mình không? Nhà có kinh tế thế. Còn ổn. Kinh tế thì anh bán hàng sắp mặt ra cũng đủ tiền trả nợ cho này. Lợi ngân hàng. Sai chứ. Ừ, được rồi.